khoác lên mình bộ quần áo xe ôm công nghệ, một nam thanh niên đã đột nhập vào công ty điện tử, cắt khóa cửa trộm 36 chiếc iPhone, 2 laptop trị giá khoảng 800 triệu đồng. Trên đường đi, để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, y đã thay đổi trang phục, ném bộ quần áo cùng chiếc kìm cộng lực xuống sông phi tang xóa dấu vết. Tuy nhiên, đối tượng này ngay sau đó đã sa lưới lực lượng chức năng. Cụ thể, Công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng truy xét, bắt giữ Nguyễn Tấn Nhật, sinh năm 2001, quê Quảng Nam, hiện tạm trú quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hồ sơ, ngày 27 tháng 10, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Giá Kho Group trên đường Bùi Đình Túy trình báo bị người lạ đột nhập trộm hàng loạt tài sản có giá trị. Cụ thể, kho hàng của công ty tại tầng 1 bị trộm đột nhập. Phần ổ khóa kho đã bị bẻ đi. Sau đó kiểm tra kho hàng thì phát hiện bị mất trộm tổng cộng 36 điện thoại hiệu iPhone và 2 máy tính xách tay. Kiểm tra hình ảnh của camera an ninh, phát hiện một nam thanh niên mặc trang phục xe ôm công nghệ đã đột nhập vào kho hàng rồi cắt khóa kho, trộm đi số tài sản trên. Tổng giá trị số hàng hóa bị mất gần 800 triệu đồng. Ngày 28 tháng 10, Tổ phòng chống tội phạm đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Thạnh đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy xét bắt giữ được Nguyễn Tấn Nhật.